Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên mạng xã hội, nhiều thông tin chia sẻ lời kêu gọi của một Facebooker tên Lê Bách khẩn thiết đề nghị người chơi Pokemon Go dừng việc cập nhật địa điểm ảo lên Google Maps nhằm có Pokestop và phòng gym ở gần địa điểm của mình. Tuy nhiên, liệu Google Maps có thực sự dễ dàng bị phá hỏng như lời cảnh báo đưa ra? Theo các thông tin từ Facebooker này, nhiều game thủ Pokemon Go đã liên tục gửi yêu cầu thay đổi vị trí trên bản đồ Google Maps thông qua công cụ Google Maps Maker trong thời gian qua với rất nhiều vị trí ảo. Điều này được cho là rất nguy hiểm vì bản đồ sai sẽ khiến cho việc tìm kiếm vị trí từ người dùng Google Maps khi ra bản đồ sẽ không chính xác. Trao đổi với Thanh Niên, một đại diện của Google cho biết ông Lê Bách không phải là nhân viên chính thức của Google và quan điểm của ông không đại diện cho quan điểm của Google. Còn ông Nguyễn Hồng Phúc, một chuyên gia công nghệ cho rằng, với Google Maps, có hai loại địa điểm mà người dùng có thể đưa vào. Tất cả chúng đều phải qua xét duyệt. Đây là quy trình kiểm tra rất phức tạp và không thể tự ý làm được. Tuy nhiên, ông Phúc cũng khuyến cáo người chơi Pokemon Go không nên tự ý dùng Map Maker để tạo ra nhiều địa điểm ảo, vì điều này sẽ khiến cho quy trình kiểm duyệt bản đồ của Google lâu hơn và vô tình làm chậm trễ cho những phần bổ sung mang tính giá trị chính xác từ cộng đồng người dùng có tâm huyết. Để biết thêm thông tin chi tiết về sự việc, mời bạn đọc truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.